Rồi mọi người ơi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Kẹo Vlog. Thì mọi người, không biết mọi người đã dọn dẹp nhà hết chưa? Tết sắp tới đích rồi mọi người ơi. Thấy cầm cái cây này là biết chuẩn bị đang làm gì rồi đúng không? Đó, nè thấy cầm cái bộ dụng cụ này là biết đang làm gì rồi đúng không? Mà bây giờ mình sử dụng cái này chi cho nó gồ ghề và tốn thời gian. Dùng đi! Thay vào đó là tèn 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 tèn, nhanh gọn lẹ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bởi người ta nói cái này gọi là gì? Không phải đơn giản mà nó gọi là đồ gia dụng thông minh. Thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian và công suất rất là nhiều, để việc nhà trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cây lau nhà thông minh này. Nó rất là dễ sử dụng nha. Cái miếng này mình có thể tháo rời ra, mình giặt, mình xả, mình làm sạch, rồi sau đó cho nó ướt như vậy nè, rồi bắt đầu cái mình lau, mình đẩy đẩy. Thì trong quá trình đẩy á, mình nó có một cái hũ như thế này để bỏ cái nước lau nhà vào. Rồi khi mà mình đẩy như vậy á, rồi cái mình xịt ra, rồi cái mình lau, nó vừa tiết kiệm thời gian và công sức để mà bạn khỏi cần phải đi nhúng vô cái bình, mình nhúng cho nó nhúng như vậy nó hơi mệt, đúng không? Rồi bên cạnh đó cái cây lau nhà này á, nó còn có công dụng là giúp bạn lau tường luôn. Thì tường nhà mình á mà bị bụi thì bạn cũng có thể sử dụng nó để lau tường. Nè ha, mình ví dụ cái tường ở sau bạn xem nha. Ví dụ này nha, bạn lau vậy nè, thấy không? Lau. Ví dụ mà cảm thấy tường nó ướt quá thì xịt vậy luôn, rồi bắt đầu lau. Đó, thấy tường nó khô quá, bụi quá thì xịt như vậy rồi lau đó, cuốn trên luôn. Đó, kéo tường xuống vậy, nó không cần phải lau tường nữa, là lau bụi tường luôn rồi đó, thấy không? Đó, một công hai ba chuyện để việc nhà trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Rồi bây giờ mình sẽ lau cái nền nhà này, mình thị phẩm cho các bạn xem nha. Đó, rồi bây giờ mình lau cái nhà này cho các bạn xem nha. Có bộ dụng cụ đây hả? Được đi. Sau một khoảng thời gian sử dụng cái đồ lau nhà này thì mình review cho các bạn cái cây lau nhà thông minh, cái cây lau nhà đồ gia dụng thông minh này, để mình tiết kiệm thời gian công suất, để việc nhà không còn là gánh nặng cũng như không còn là cái gánh nặng của chị em phụ nữ nữa. Mình hãy mua cái cây này về xài. Thì sau khi mình sử dụng á, thì mình cảm thấy nó rất tuyệt vời như vậy đó. Bạn hãy mua cái cây này về xài và trải nghiệm nhé. Đó, vậy là mình đã lau xong cái nền nhà trước rồi đó, mấy bạn thấy không? Rồi, thôi mình lau tiếp cái khúc ở sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Mà nó nghe nè, nhớ mua nhà, nhấn vào cái giỏ hàng bên dưới để mua cái cây này nha. Tuyệt vời lắm.